với số lượng hàng ngàn cây sim giống như thế này, và anh chị em của chúng ta cứ tha hồ mà lựa chọn. Và đây là cây sim giống mình đã đóng được vào kỹ cách vào trong cái túi như thế này để chờ các anh em khách tới và nhận thôi. Đấy. Thì anh em của chúng ta cứ yên tâm nhé, rất nhiều cây như thế này.